Bạn biết phân viên sinh hoạt chung của trường, sân trước là nơi các hoạt động vui chơi giải trí, nào là bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ, đều được các học sinh đông yêu của trường quan tâm và yêu thích. Môn thể thao được coi là thể thao vua của trường, chắc hẳn là bóng đá. Mùa giải đầu tiên sau khi năm học bắt đầu rất được học sinh trường theo dõi và quan tâm. Chỉ còn một tuần nữa thì mùa giải sẽ kết thúc. Mà lottie đến vị trí quán quân cả bóng đá nam và bóng đá nữ đang dần được lộ diện. Để có sân bóng đá ngay trong khuôn viên trường, nên mọi giờ ra chơi hàng ngày đều diễn ra những trận giao hữu, những giải trí nhưng cũng rất thực tế. Nhà môn ta đã chọn năm học mới, bên cạnh thể thao thì văn nghệ, sắc và âm nhạc, giữa các tập thể cũng là chủ đề rất đáng mong chờ. Tiếp theo đó, ta sẽ cùng nhau tiến vào vài phòng học của trường gồm 3 lầu 1 trệt. Trường được trang bị cơ sở vật chất thiết yếu cho hoạt động giảng dạy. Máy lạnh, tivi, phòng học trong trường đều được sơn mới hàng năm để mang đến cho học sinh và giáo viên những cảm giác thoải mái nhất trong công tác học tập và giảng dạy. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ cùng đến với tà sau của trường. Nơi đây vừa tích hợp cả bếp ăn, căng tin và các phòng ngủ bán trú nội trú. Căng tin không quá lớn, nhưng cũng bán khá nhiều món quà vặt, nước giải khát. Là nơi học sinh thường lui tới vào giờ ra chơi để có thể lắp đầy chiếc bụng đói hay cơn khát giữa ngày hè oi ả này. Có lẽ bãi xe của trường Trung học phổ thông Vĩnh Viễn là điểm dừng chân cuối cùng của chúng ta trong ngày hôm nay, trong ngày khám phá và tham quan ngôi trường. Cảm ơn quý thầy cô, các bạn cũng như là các bậc phụ huynh đã tin tưởng và gửi gắm con em vào trường Trung học phổ thông Vĩnh Viễn vì một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn.